bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ tiếp tục tô màu nha các bạn. Đây là kích thước, nếu các bạn thích thì mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người, đây là tượng của mình, nó hoàn thành. Video của mình đây là kích thước, nếu các bạn thích thì mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn, đây là phần tượng của mình, nó hoàn thành rồi nha. Video của mình đây là kích thước, nếu các bạn thích thì mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn, đây là tượng của mình, nó hoàn thành. Video của mình đây là kích thước, nếu các bạn thích thì mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình tiếp tục tô màu nha các bạn.
chuyển cho màu. Màu xanh này mọi người, mọi người là màu xanh này. Mỏi quá. Về tô màu xanh nhé bạn. Xin chào tất cả các bạn.